đau, hãy quên đi niềm đau. Bàn tay siết chặt bàn tay, ngọt bùi sớ chia cùng nhau. Đời ai mà không lỗi lầm, hay biết vượt qua chính mình. Hãy tin vào một ngày mai giông tố sẽ dần qua. Hãy cho nhau niềm tin, hãy cho nhau niềm vui. Lòng dần luôn nở hoa, cuộc đời vẫn mong chờ ta. Chào bà giám đốc. Giỡn hoài. Bộ anh muốn em bị đuổi hay sao hả? Ai mà dám đuổi em? Chẳng lẽ là ông Lâm? Anh đừng quên, tại cái công ty này em chỉ là một cô thư ký. Nhưng là cô thư ký riêng của ông giám đốc, được yêu thương và quý mến, chớ đâu phải là một nhân viên đến đây làm việc đơn thuần. Có đúng như vậy không em? Chắc anh nói chẳng sai. Nè, ở đây là văn phòng làm việc nên anh cần gìn giữ cho em. Còn chuyện riêng tư đừng có nói chỗ này, thiên hạ họ đồn rùm lên, có biết hay không? Đường ta đi ta có sợ gì, em chớ quá bận tâm. Nhưng nếu lỡ lọt tới tay bà Hương, vợ của ông Lâm, thì đời em có nước mà tàn luôn á. Em cũng sợ bà Hương nữa à? Em cũng là một người đàn bà bình thường, bằng xương bằng thịt, chứ đâu phải mình đồng da sắt đâu. Diễm nè, ngày nào còn thằng Chiến này ở bên cạnh em thì không có ai có thể đụng được tới móng chân của em đâu. Hãy tin vào khối óc thông minh. Ba qua gì đó chú Chiến? Dạ, anh Hai tới mà em không hay. Em đang ca ngợi anh Hai hết lời, phải không cô Diễm? Chú Chiến ca ngợi tôi thế nào hả Diễm? Dạ thưa giám đốc, ảnh khen giám đốc tài giỏi, nhiều năng lực lại rất thông minh đó. Hèn gì khi bước vào tôi nghe hai tiếng thông minh. Dạ. À, chị Hai nhờ chú chở đi đâu đó? Chừng nào vậy anh Hai? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ à? Vậy thì em đi ngay. Chào anh Hai, em đi. Diễm em, hôm nào anh đưa em đi sắm đồ nghe, rồi đi Đà Lạt với anh. Đi riêng với anh, lỡ người ta thấy thì sao? À, em giữ kín như vậy cũng tốt. Anh sẽ gửi tiền để cho em tự đi sắm, được chứ? Em ngại quá, lỡ bà nhà biết được. Em đừng lo, mọi chuyện anh sẽ thu xếp yên ổn cả. Ngoan nghe em, anh thương. cưng của anh. Ai đó? Mời vào. Ờ, Thái. Mới tới hả bộ? Mới tới.
Hồi sáng có điện lại nhưng ông chưa tới. Tôi vừa mới tới thôi. Mới. Mời ngồi. Cảm ơn. À, cô Diễm à, cho tôi hai lon bia nha. Dạ. Chà, bữa nay Rồng tới nhà Tôm chắc có chuyện gì. Phải nói là Tôm tới thăm Rồng thì mới đúng. Vì hiện tại so với ông tôi kém xa lắm. Lâu quá sao không ghé chơi? Lo chạy ba cái giấy tờ hưu non nên đâu có rảnh. Sao mới tới tuổi này mà nghỉ sớm vậy ông? Bệnh hoạn hoài hà. Phải nghỉ sớm rồi lui ra ngoại thành kiếm một ngôi nhà và miếng giường nho nhỏ sống tạm qua ngày. Thấy báo chí đăng cái công ty xây dựng của ông làm ăn khấm khá, tôi cũng mừng. Thời buổi này làm ăn khó khăn lắm. Mình phải xoay sở, dám nghĩ dám dùng. Nếu chần chừ tiên thôi lưỡng nan, thì kể như cầm chắc thất bại rồi. Một tay tôi tá xong hữu đột, nên hôm nay mới có được kết quả này. Nếu ông muốn thì về cái công ty này, tôi đang cần một người phụ giúp cho tôi. Cảm ơn ông còn nghĩ tới bè bạn, nhưng sức khỏe của tôi suy yếu lắm rồi. Bởi trước kia khi còn ở trong rừng, cơn bệnh sốt rét đeo đẳng tới ngày nay. Làm việc với tôi lo gì chuyện đó, khỏe thì tới, còn mệt thì cứ ở nhà. Cần có tên trong danh sách để mà lãnh lương, chớ ai bắt ông phải nguyên tắc mà làm gì. Nếu như thế lại càng không thể được, dựa bệ ăn lương nhục lắm ông mà. Dù giấy rách cũng phải giữ lấy lề, mình già rồi đừng để thiên hạ cười chê. Tính của ông xưa nay vẫn vậy, lúc nào cũng ép mình khổ hạnh. Sống như thế thì làm sao ra nổi, nghèo vẫn hoàn nghèo, áo trắng vẫn cắn cơm. Thà cháo rau mà thanh thản tinh thần, cuộc sống an nhàn khỏi bận lòng lo. Khéo ăn thì no, khéo co thì đỡ lạnh lùng. Tham bả sang giàu rước quả vào thân. Ông nói nghe không được. Trên đời này ai không muốn giàu sang phú quý? Chỉ có mình ông. Đâu phải tôi không muốn, nhưng sự giàu sang phú quý phải do chính tài năng công sức của mình. Có như thế ta mới yên lòng thụ hưởng. Chứ làm giàu phi pháp bất chính thì tôi không dám. Mục đích của tôi hôm nay á là tới thăm ông, xem công ty ông làm ăn như thế nào, có đúng như báo chí loan tin không. Gặp được ông rồi, thấy được sự thành công của ông tôi mừng lắm. Nhưng... thôi, chào ông tôi về. Về chi sớm vậy? Chờ tôi một chút đi rồi hai đứa mình thư giãn lai rai nghe. Cảm ơn, tôi không quen chuyện đó, tôi về. Anh về. Mới sáng sớm là gặp cái chuyện bực bội quá. Cô Diễm ơi. Dạ. Dạ thưa giám đốc gọi em. Ở đây chỉ còn có hai người, hãy gọi anh bằng anh. Dạ em không dám. Đây là lệnh của giám đốc. Diễm, em có biết cái thằng cha già mới bước ra lại không? Nó là người yêu cũ của vợ anh đó. Trời ơi, vậy sao? Chuyện hồi trẻ ấy mà. Bây giờ mỗi lần gặp lại ông ấy, anh thấy thế nào? Bình thường và hãnh diện, vì mình là người chiến thắng. Nếu vậy chắc anh và chị ở nhà hạnh phúc lắm. Rất hạnh phúc. Vợ chồng tôi luôn luôn tôn trọng lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Nói chung mọi thứ đều tốt đẹp. Vậy thì tại sao anh lại còn lén phén? Chắc em cũng thừa biết, đối với đàn ông mà, thì vợ là cơm, mà nhân tình là mì là phở. Anh coi em là gì? Là gì? Là cơm. Không chịu đâu, vì sẽ bị nhốt mãi trong nhà đó. Vậy thì anh sẽ coi em là phở. Cũng không chịu luôn, vì phở lâu lâu người ta thèm người ta mới tới. Thôi được, anh sẽ xem em là thực phẩm tổng hợp nè, cơm nè, mì nè, phở nè. Anh này.
quỷ nè. Ghê. Một bông hồng xinh dành cho mẹ đã nuôi con hình hài khôn lớn. Một bông hồng xinh dành cho cha đã cho con cuộc sống hôm nay. Và còn một bông hoa em xin dành riêng cho anh, người đã cho có chuyện gì vui mà ca hát líu lo vậy công chúa? Má, má ghẹo con hoài hả? Ừ, lại còn cắm hoa nữa. Chào đón hoàng tử nào vậy? Có hoàng tử nào đâu, còn còn nhỏ mà. Ừ, 20 mà còn nhỏ à? Níu dấu hả? Mai mốt có chàng trai nào tới tìm má, má chận cửa không cho vô thì đừng có trách nghe. Chuyện gì của con má cũng biết hết á. Má. Gì đây? Bữa nay có anh Bình tới chơi đó. Bình? Bình nào vậy cả? Anh Bình con của bác Thái đó má. Có chuyện gì vậy má? Con cái lớn lên, làm cha mẹ ai cũng muốn cho con mình được duyên ưa phận đẹp. Vì thế nên má rất âu lo, sợ con gặp cảnh không may suốt đời phải chịu cảnh đắng cay sầu muộn. Anh Bình á, tính tình hiền lành dễ thương lắm á. Từ trước tới giờ má luôn tâm niệm con thương đâu thì má gả đó, không có đòi hỏi kén chọn gì hết á. Nhưng mà còn ba con. Ba con cũng nói như má vậy. Má cũng cầu nguyện cho con được tròn duyên nợ, để có cháu ngoại ẵm bồng. Con cảm ơn má. Nhưng mà, nhưng thật lòng má lại âu lo. Bởi thằng Bình chân thật hiền lương, tâm tình giống cha nó ngày xưa, thật thà hiếu thảo học chăm. Quãng đời không vui. Thì hãy lắng nghe lời má dặn dò, phận thuyền miên mãi nhờ rủi chiều, biết đâu là bên đông bên đông. Kiếp trước theo tu nhưng phải cán đáng mỏi về sáu cho yên ổn, còn lấy phải kẻ du phu bạc bèo thì một đời qua phải chịu chôn vui. Dạ con sẽ nhớ lời má dạy, nhưng chuyện của tụi con chắc còn lâu mới tính đó má. Tại sao vậy con? Vì sống trong căn nhà này có lúc sao con chán quá. Ba thì tối ngày bám trong công ty, còn má thì sầu não lạnh lùng. Thủy à, ba con thì bận lo công việc, còn má thì lãnh phần nội trợ, ai cũng có bổn phận. Con phải thương ba má, chứ sao con lại trách? Con đâu có dám trách.
mà chỉ lo chuyện của ba với má. Như mặt trăng mặt trời, ba đi đi miết, má ở miết trên lầu à. Nhà cửa thì vắng que, lạnh lẽo âm u, chẳng khác nhà ma. Con đi học, chỉ ở nhà ngày chủ nhật, nên đâu biết sâu xa chuyện của mẹ cha. Thôi thôi, đừng có suy nghĩ nữa. Bây giờ má phải đi qua dì Hai có chút việc. Má, rầu quá, thiệt đủ thứ chuyện hết á. Lấy chồng ba đá thì sợ vũ phu hất hủi, còn lấy chồng hiền thì lo lắng mọi chuyện trong gia đình, cái nào cũng khổ. Thà sống độc thân còn sướng hơn, khỏi vướng bận gì hết á. Thủy. Ủa, anh mới tới hả? À, hai bác đâu em? Thủy, có chuyện gì mà dường như thấy em không được vui vậy? Anh ơi, chuyện duyên nợ của tụi mình chắc khó thành. Sao vậy Thủy? Nói anh nghe đi. Tình ta bao ngày ước mong đợi chờ, giờ đây đã tàn phai không còn thiết tha mặn nồng. Vì sao tình đang tươi thắm quá thành dở dang? Ai đã bày ra trái ngang rẽ chia tình ta, để cho đôi mình cách ngăn đầu non cuối bê, khiến anh lo rằng đôi ta khó trọn nợ duyên. Bình ơi, bổn phận làm con ai có thể yên vui hưởng trọn hạnh phúc, trong khi cha mẹ đang tính chuyện chia ly. Nhiều đêm em nhìn thấy má ngồi dưới đèn khuya nước mắt đầm đìa, em tưởng má mũi lòng vì nhớ quê hương xứ sở, ai ngờ má khóc vì tuổi phận hờn duyên. Gia đình em không còn hạnh phúc ấm êm, và chưa biết chuyện gì sẽ chuyện gia đình mà em lo âu sầu muộn, thì anh chẳng hờn chẳng trách em đâu. Xin hãy cho anh được cùng chia sẻ, khi sóng gió qua rồi mình tính chuyện hôn nhân. Nếu gia đình em có chuyện gì xảy ra, anh có dám sống chết cùng em không? Anh sẵn sàng. Nếu yêu nhau thì chuyện của nhà em cũng như là chuyện của nhà anh, chúng ta phải chung sức vượt qua mọi khó khăn. Anh cương quyết như vậy à? Vì em, anh sẽ làm mọi chuyện, miễn em vui là anh mãn nguyện rồi. Vậy má em đánh giá anh sai rồi. Má em nói gì? Má nói anh hiền lành giống như cha. Ờ, con thì phải giống cha chứ sao. Ba anh hiền dữ lắm. Anh nghe nói ngày trước á, má em cũng thích tiếng hát của ba anh, nhất là bài Trái Khổ Qua. Dây khổ hoa nhụy vàng bông trăng, trái khổ hoa tuy đắng nhưng đượm thâm ân tình. Hay quá, anh mà đi hát dám làm kép chánh lắm à. Ca tiếp đi cháu. Dạ, cháu xin lỗi bác. Có gì mà lỗi phải, sự thật là như vậy đó. Hồi trước tôi rất thích nghe anh Thái ca bài ấy. Ba cháu có khỏe không? Cảm ơn bác, ba cháu vẫn khỏe. Má, sao má về nhanh vậy? À, dì Hai không có ở nhà con à. Má, má cho phép con đi chơi với anh Bình nghe má. Ừ, đi thì đi, nhưng mà nhớ về sớm nghe. Dạ, mình đi đi anh. Dạ thưa bác, cháu đi. À, con Thủy nó còn khờ lắm,
có gì thì con cứ dạy dỗ nó nghe. Dạ. Con đi nghe má. Đứa nó xứng lứa vừa đôi, yêu thương nhau tha thiết, mình cũng mừng. Cầu mong cho tụi nó duyên nợ duyên tròn, sống chung trọn đời mãn kiếp. Chứ đừng như cuộc đời của mẹ nó, thương một người mà khi làm vợ một người, để đêm từng đêm ôm nỗi sầu khắc khoải. Có ai hiểu thấu cho tôi? Hơn 20 năm trong tình nghĩa vợ chồng, sống cần kề bên mà như ngăn cách muôn trùng. Dẫu rằng chung vui chung chăn, những lòng lành giá như băng, phải chẳng do bởi căn phiền. Trời già đã tạo nên, bởi qua tin những tiếng mộng lời đường, tưởng người xưa đã hy sinh, nào ngờ đâu thôn đoạn đêm sắp bài cướp đoạt tình yêu. Thái ơi anh nào đâu hiểu được, kỷ niệm ngày xưa vẫn sống dậy trong lòng. Không còn được bao lâu nữa. Hương, đừng, đừng khóc. Hãy nhìn anh nè. Ôi, đôi mắt đẹp của em,
Nó sẽ theo anh để sưởi ấm lòng anh trên bước đường chiến đấu. Hãy để anh lau những giọt lệ tình. Em hãy tin tưởng và chờ đợi ngày anh trở về. Hãy đợi anh, hãy chờ anh em nhé. Thái ơi, Hương sẽ đợi chờ anh. Em chờ đến trọn đời, thủy chung vẹn dân. Mối tình đầu tiên em gửi trao, cầu mong anh được yên nơi chốn xa. Ghi tròn trong tim hình ảnh một người, tóc dài chiến chính, chiến thắng quay về cho đôi mắt đẹp nở nụ cười tươi đón anh. Đây chiếc khăn ân tình, lời gửi gắm. Mẹ đã già nay yêu mai đau, xuân tôi đã có em thăm viếng cận kề. Hãy an lòng đừng bận tâm anh hơi, nơi quê nhà em mòn mỏi chờ trống. Ngày nào đất nước bình yên, có người đón bài từng ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mặn bước tiến lên diệt thù cũng cả cái vàng cho quê hương mình câu hát câu hò reo vui đất nước thanh bình Hương. À, anh Thái, thằng Bình nó có tới đây không? Có, nhưng nó đi chơi với con Thủy rồi. À, khi nào tụi nó về, Hương nhắn giùm là có người bạn từ Hà Nội vào tìm, cần gặp nó gấp. Thôi tôi về nha. Anh Thái, anh ghét tôi lắm phải không? À, Hương đâu có làm gì để tôi phải ghét. Sao anh vừa tới là đòi về ngay? Ít ra thì cũng phải uống với tôi một ly nước chứ. Mời anh. Dạo này trời đã vào đông, chắc vết thương của anh nhức lắm. Phải ráng chịu thôi, chứ biết than thở với ai. Còn Hương, chắc em vẫn sống yên vui trong hạnh phúc. Chuyện ngày xưa hãy xem như nước chảy qua cầu, anh đâu dám trách bạn tình, mà chỉ xót đau vì mình và trên thân mình khổ mang.
gặp lại nhau. Không ai nói được lời nào, chỉ nhìn qua ánh mắt. Bởi dáng đã đóng thuyền, anh có biết không, đêm mấy em đã khóc thật nhiều cho duyên số. Muốn quỷ đi kiếp xuân xanh để khỏi vương màng bao tuổi nhục của đời mình. Nhưng nghĩ đến cái bào thai nó nào đâu có tội tình, nên em đành cắn răng chịu đựng đợi đến ngày đỡ nhụy cai qua, rồi đứa bé chào đời và tiếng khóc của con thơ không cho phép người mẹ làm điều rồ dại. Dù không nghĩa không tình nhưng có đứa con làm sợi dây trói buộc em phải hưởng vui và sống tới ngày này. Đâu phải tới bây giờ anh mới hiểu được lòng em, đâu phải nghe em nói anh mới tỏ tường sự thật. Nỗi khổ của em từ lâu anh đã biết, nhưng không muốn nhắc làm gì, chỉ buồn tủi mà thôi em. Trách tạo hoa sắp bài nên cảnh lá lai, hận kẻ gian trá lừa tình phản bàn. Dù đang sống trong nhà cao cửa rộng mà cõi lòng quan vắng cô đơn. Tình đầu đã lỡ thì thôi hãy quên dĩ vãng mà vui bên chồng. Dù quy pháo đỏ rượu hồng họ hàng chúc tụng mà lòng xót đau. Vui vì khi bước sang ngang, vui vì khi đã vỡ vạn duyên. Vẫn mãi những ngày đã qua, dần trăng năm ấy trắng tròn mơ. Em đã như thuyền xa khơi, chia cách đôi người đôi nơi. Dòng đời lạnh lùng thương với nhớ cũng chỉ thế thôi. Thời gian bôi xóa những ngày mộng mơ, xin hãy cố mà quên đi cho vết thương lòng phôi pha. Niềm đau kia sẽ phai nhòa. Hương ơi, ngày nay con cái của mình đã khôn đã lớn, chớ để lộ điều gì khiến bọn trẻ phải buồn đau. Thái ơi, xin anh hãy yên tâm. Chuyện ngày xưa em giấu kín trong lòng, nỗi buồn chôn chặt vào tim.
các con ta cố quên. Dẫu tình xưa theo năm tháng chẳng nhạt nhòa, chỉ buồn cho cảnh đơn chiếc của anh. Tại sao không tìm kiếm bạn đường để đỡ đần nương tựa lúc hoàng hôn? Biết tìm ai đây? Kẻ yêu thương mình thì mình dưng dưng hờ. Còn người mình tha thiết yêu thương thì không thể cùng nhau sánh bước chung đường. Thà sống cô đơn với những kỷ niệm buồn, chớ bước làm chi thêm bước nữa, chỉ chút hận gieo sầu hết lời gì đâu. Dù bây giờ không được sống gần nhau, nhưng lúc nào mình cũng quan tâm tưởng nhớ, lúc nào cũng cầu mong cho người mình thương được hạnh phúc ấm êm. Nhưng khi thấy họ âu yếm cười vui, sao lòng mình nghe đau nhói. Em hiểu được những lời tâm sự của anh. Anh sầu khổ cũng là em sầu khổ. Thú thật với Hương, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp. Khi ích kỷ hẹp hòi, lúc rộng lượng bao dung, lúc cầu mong em duyên nợ dở dang để thuyền xưa được quay về bến cũ. Lúc thì tỏ ra mình là kẻ chính nhân quân tử, lo bảo vệ dung bồi cho hạnh phúc của người thương. Điều cần nói hôm nay đã nói hết thôi, kể từ đây đừng nhắc lại chuyện này. Bao năm qua ta đổi tình thành bạn, rồi mai này mình sẽ kết thông gia, coi như hai họ một nhà. Lên chức ông bà đạo lý phải nghiêm minh. Chừng nào tới dỗ má thằng Bình, anh sai nó qua nhắc để vợ chồng tôi tới đốt nhang cho chị. Cha con tôi đã về trên Thủ Đức, nếu có dịp nào thuận tiện mời ông bà ghé chơi. Còn căn nhà cũ? Tôi đã bán mua lại miếng giường nho nhỏ để dưỡng già. Thôi tôi về. Hay là anh ở lại dùng cơm? Hẹn dịp khác. Để em tiễn anh. Đình dương vẫn mãi những ngày đã qua, dần trăng năm ấy chẳng tròn mơ. Em đã như thuyền xa khơi, chia cách đôi người đôi nơi. Dòng đời lạnh lùng cuốn trôi, còn thương với nhớ cũng chỉ thế thôi. Thời gian bôi xóa những ngày mộng mơ. Xin hãy cố mà quên đi, cho vết thương lòng phôi pha. Niềm đau kia sẽ phai nhòa. Khi tan vỡ với mình, anh ấy cưới má thằng Bình để lấp đi khoảng trống.
nhưng sống chung chẳng được bao lâu. Sau khi sanh thằng Bình thì chị mất đi trong một tai nạn giao thông. Anh phải làm gà trống nuôi con cho tới ngày mai. Dòng đời lẫn quẩn, yêu nhau không trọn giờ để kết thông gia. Hôm nay gặp lại nhau giải bài mọi lẽ, mình cũng dơ bớt nỗi xót xa rây rứt trong lòng. Bà Hương, bà Hương, bà Hương đâu rồi? Bà đứng đó sao tôi gọi bà không lên tiếng trả lời đi. Vì thấy ông đã quá sai. Chưa sai, tôi vẫn tỉnh, tôi vẫn tỉnh, vẫn biết tôi là Lâm, có bà vợ Đức Hạnh tên Hương. Hỡi bà vợ Đức Hạnh thân yêu của tôi, hồi sáng tới giờ có ai đến đây tìm tôi không vậy? Không. Con cá đi đâu hết rồi? Đi chơi hết rồi. Ai cho phép? Tôi là chủ nhà, là cha của tụi nó. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới có quyền cho phép. Ông sai quá rồi, ông vào nghỉ đi. Ai nói tôi sai? Sai mà tôi biết có người đàn ông khác vào đây. Khi tôi vắng mặt, tựa má kề vai cao ăn đối ai với vợ tôi. Ông Lâm, ông không được quyền nói năng sằng bậy. Đừng nên vu khống cho người ta khi ông là kẻ xấu xa. Tôi xấu xa mà chưa hề cướp vợ của ai. Còn cái thằng thái nó đàng hoàng, sao lại tàn tiểu với vợ tôi? Nhìn kỹ lại đi, thấy người đàn bà Đức Hạnh. Vậy giữa nó và tôi, ai là kẻ xấu hơn ai? Xin đừng đào sới vết thương đau. Tôi đã quên quên tất cả rồi. Xin đừng nặng lời làm tan nát tim tôi. Tôi xin ông, bằng chứng à? Thế nào bà Hương? Hỡi người đàn bà Đức Hạnh, đã bao năm qua bà sống với tôi bằng một thể xác vô tri vô giác. Những ngày tháng trôi qua tôi âm thầm chịu đựng, giờ bà phải trả giá cho tôi bằng sự đau khổ ê chê. Tôi sẽ làm cho người bà vợ khóc người vợ cười. Bà nên nhớ thằng Lâm này là kẻ từng chiếm đoạt, thì không bao giờ nó để rơi rớt cho ai đâu. Bà sống với tôi có lẽ bà đã hiểu được tôi, một kẻ chỉ biết cười chứ chưa hề biết khóc. Hãy nói thật, tại sao bà lừa dối thằng Thái đến đây? Nó đến để làm gì? Anh ấy tới đây đi tìm thằng Bình. Tìm thằng Bình sao bà giấu tôi? Khi tôi hỏi có ai đến tìm không, bà trả lời không. Vậy mà vẫn cố tình bào chữa.
Ông im đi, ông im đi. Hơn 20 năm nay tôi đã chịu biết bao nhiêu nhục nhã ê chề. Giờ ông muốn nghĩ gì thì nghĩ, làm gì cứ làm, tôi sẵn sàng chấp nhận. Nếu thấy cần cứ ra tòa lý dị. Ai đã làm cho bà nhục, ai đã làm cho bà khổ? Chính ông, chính ông chứ còn ai nữa. Lão, kẻ làm cho bà khổ, bà nhục đó, chính là cha mẹ của bà. Còn tôi lúc nào cũng yêu thương bà, quý trọng bà. Vậy mà bà lại còn đổ tội cho tôi. Cha mẹ của bà đã vì ham tiền đã bán cái xác vô tri của bà cho tôi. Tôi chỉ là một nạn nhân. Tôi chỉ là một nạn nhân, bà có biết không? Trời ơi, trời ơi, tại sao ông sớm dội quên? Chính ông là người bài kế lập mưu, đã phao tin nói với tôi rằng anh Thái đã hy sinh trên vùng đất Tây Ninh, khiến cho tôi khổ đau tuyệt vọng. Rồi ông ra tay án ủi dù nhẹ hơn người bạn thâm tình. Ông đem tiền ra mua chuộc mẹ cha và xin hỏi cưới tôi. Lúc đó tôi đang như kẻ đắm thuyền, tưởng ông tốt cùng thật tình nên tôi cúi đầu dâng lời cha mẹ đi về vợ của ông. Tôi làm việc đó chỉ vì tôi quá yêu bà. Sao bà không thông cảm cho tôi chứ? Hồi sáng nó tới đây nó nói gì với bà vậy? Bà khai thật đi. Nếu ông muốn nghe sự thật thì tôi đành phải nói thật. Nó đã nói gì? Anh nói vẫn còn tha thiết yêu tôi và lúc nào cũng cầu mong cho tôi được sống ấm êm trong hạnh phúc. Lão, nhiều mâu thuẫn. Còn yêu thì làm sao mong ước cho người yêu hạnh phúc chứ? Lão, ông yêu cầu khai thật thì tôi đã khai thật. Tin hay không đó là quyền của ông. Trời ơi, người đã sanh ra ta mà còn sanh chi cái thằng Thái. Thái ơi, chắc kiếp trước tao mắc nợ mày nên kiếp này mày đeo đẳng phá hoại hạnh phúc của tao. Trời ơi, cho tới tuổi này tôi mới biết được, khi người ta yêu chân thật, nếu vì hoàn cảnh nào mà phải xa nhau thì dù cho đến ngàn năm tình yêu ấy vẫn còn ngự trị trong lòng. Kể từ hôm nay, tôi cấm thằng Thái bén mảng tới cái nhà này. Mình à, lúc này con có gặp con Thủy không? Dạ, tuần trước con có ghé nhà. Con thấy tình hình bên đó như thế nào? Có vui vẻ không? Dạ, con vừa gặp bác Lâm. Bác vẫn lầm lì mặt lạnh như tiền. Chỉ vào mặt con, bác nói cấm mày tới đây. Trong lòng con thấy tự ai muốn bỏ ra về tức khắc. Nhưng bác gái chặn đường bảo con xuống bếp tâm tình thật lâu. Thường nói gì với con chắc dỗ về khuyên con chớ nản lòng. Bác nói rằng rất thương con và mong muốn hai đứa sớm thành hôn. Nhưng gia đình đang lúc rối rắm phải đợi một thời gian nữa.
phải dừng tay nghèo chờ tan giống tố thuyền về bên mơ. Còn Thủy, ý kiến của nó thế nào? Dạ, Thủy vẫn một lòng một dạ với con. Thủy có nhiều nét giống Hương hồi trẻ, vừa đẹp vừa hiền nhưng rất quyết liệt trong tình yêu. Ba rất mừng khi thấy con chọn cho ba một cô dâu như thế. Thủy rất thương yêu và kính trọng ba. Có lần Thủy nói đùa với con, Thủy có cảm tưởng như là con ruột của ba vậy đó. Bậy nè, đừng nói vậy không nên, lỡ có ai nghe kỳ lắm. Nhưng hồi đó ba có tình cảm gì với bác gái phải không? Ồ, chuyện cũ lắm rồi ba đâu có nhớ. Con Thủy với con quen nhau trong trường hợp nào vậy? Dạ, hai đứa con gặp nhau trong chuyến đi công tác, chiến dịch mùa hè xanh năm trước á. Ừ. Khi qua cầu khỉ, Thủy trượt chân té xuống kinh, con nhảy xuống vớt, thì từ đó tụi con thân nhau luôn. À, vậy thì đối với Thủy con chính là người hùng, là ân nhân. Con đã làm một cái việc mà trước đây ba thất bại, đó là cưới được người mình yêu. Nhưng vẫn còn đang trắc trở. Phải cố vượt qua, ba ủng hộ con hết mình. Phải tiến tới càng nhanh càng tốt. Cưới vợ phải cưới liền tay. Nếu cần bán nhà, ba cũng bán để lo cho con. Bán nhà? Bán nhà thì ở đâu? Có tình yêu là có niềm vui, thì ở đâu chẳng được con. Chỉ cần một túp liều tranh cũng đủ. Bình ơi, con Thủy nó tới kìa. Dạ, con chào bác. À, anh Bình, em có chuyện cần bàn với anh đó. À, con ở đây tiếp em Thủy. Ba vô nấu nướng những món để đãi con dâu tương lai. Thưa bác, để cho con. Con cứ tâm tình với nó đi. Chuyện nấu nướng trong nhà này đã có phân công rõ ràng rồi. Ủa, phân công thế nào hả bác? Bữa nay bác nấu nướng thằng Bình ăn, ngày mai thằng Bình ăn bác nấu nướng, ngày mốt bác nấu nướng thằng Bình ăn, bữa kia thằng Bình ăn bác nấu. Vui tính quá à. Con cứ tự nhiên nha. Ủa, có chuyện gì mà em phải tới đây vậy Thủy? Má sao em á, phải đi tìm gặp anh để báo cho hay về một thông tin. Ba đã ra lệnh cấm không cho ai giao tiếp với anh bất cứ ở nơi đâu. Má dặn anh phải nên dè dặt, nhất là phải tránh mặt ba và đừng cho ba trai biết được, nếu không sẽ gây nhiều phiền phức, rồi chuyện của chúng ta sẽ rắc rối sau này. Hai đứa yêu nhau đâu có tội tình gì, sao ba có thái độ lạ kỳ, chia rẽ duyên tình của hai mái đầu xanh. Nếu ba vẫn không đổi thay ý định của mình, nhận tâm cắt đứt duyên tình, thì ta vẫn dưỡng nuôi tình yêu và tiến hành hôn lễ. Khi con cái đã thành nhân thì được quyền lựa chọn người bạn hợp ý đồng tâm để đắp xây hạnh phúc gia đình. Cứ tuyệt nhưng đó chỉ là ý kiến riêng tư, chỉ làm cho thiên hạ cười chê, chứ không phải đó là quyền quý tuyệt đối. Luật pháp sẽ giúp ta được tròn nguyên ước, còn đạo lý ngày nay thì đã khác xưa rồi. Hờn ghen đã hành động bốc đồng không suy nghĩ, ta không thể làm đứa con bất hiếu nhưng cũng chẳng dâng lời một cách ngu si. Anh à, nếu em chống lại ba thì má làm sao chịu nổi? Những lời lẽ cay nghiệt nặng nề của ba trút lên đầu má ngày đêm,
bởi má muốn cho mọi chuyện thuận êm, nên nhắc nhở chúng ta nhẫn nhục đợi chờ. Thủy, vậy thì em hãy chọn một đường mà thôi. Một là ta ly biệt, hay là anh Bình ơi, sao anh nỡ thốt lên những lời lẽ phũ phàng cay đắng? Dù ba khắc khe nhưng còn có má, má hết dạ thương anh và coi anh như là con rể ở trong nhà. Còn nếu như anh không muốn dân dương, cứ nói ra đi em sẵn sàng chấp nhận. Bởi tình yêu không thể gian sinh cầu thân, nếu hết yêu nhau nên nói tiếng tạ tình. Đã yêu nhau ta phải trọn tình, phải chung sức cùng giữa cơn sóng dữ. Anh sẽ ghi nhớ những điều em vừa nói. Nếu anh cần có một người vợ ngay á, thì nên đi cưới kẻ khác đi. Bởi em chưa thể bỏ má một mình trong giai đoạn này được. Thủy, cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa nghe em. Nghe cho anh xin lỗi nha. Muốn ghen á thì phải hối lộ. Hối lộ gì cho em nè? Mắt em nhìn anh xin chớ dương lệ sầu, để thấy em vui cười cho nụ hồng nở trên bờ môi. Thấy ai khóc than giận hờn mà lòng này nát tan người ơi. Càng thêm thấm nồng rồi đây trong
ai tin vào ngày mai duyên thắm sẽ dài lâu. Hỡi em yêu của anh sẽ không bao giờ xa, tình sẽ như nụ hoa, cuộc đời vẫn mong chờ. Tao biết tới đây mà lắm quá rồi. Về ngay. Thưa ba. Câm miệng. Về nhà rồi biết tại tao. Về. Dạ thưa bác. Tao chưa nói tới mày. Ủy. Về. Anh Lâm, có chuyện gì thì anh em mình nói chuyện phải trái với nhau. Con cái nó đã trưởng thành chứ đâu còn là con nít. Là bậc cha mẹ ta không nên xử sự như thế anh à. Chứ phải xử như thế nào? Có con là nuôi dưỡng con khôn lớn đây rồi, muốn theo ai thì theo à. Đừng có mơ. Tôi không bao giờ cho nó làm dâu các người đâu. Con Thủy đó là con của tôi, tôi có quyền, tôi là cha của nó mà. Đó là chuyện thời xa xưa. Chứ bây giờ con cái khi nó đã thành niên, nó có quyền quyết định số phận của nó và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó chỉ là pháp lý, còn về đạo lý. Đạo lý có giá trị của đạo lý. Đạo lý khuyên dạy con người sống có nghĩa có nhân, chứ không phải để những con người vô thủy vô chung nhân danh đạo lý mà làm điều sằng bậy. Chuyện của nhà tôi ông không được xếp vô. Con của tôi có trọn quyền, bao năm sanh dưỡng giờ đã lớn tuổi, tôi quyết định hôn nhân. Ông đừng xen vào chẳng có ích lợi mà lại mít lòng. Ông phải tự biết phận mình là ai, đèo vòng không nên. Nhà con tuy nghèo nàn bẩn chật, tuy rách nát mà thơm không ai dám khinh khi. Bác đừng nghĩ vào việc thị người ta, bởi thạch sùng còn thiếu mé co. Câm miệng lại, phải nói năng lễ độ. Con có hổ hào gì đâu, chỉ nhắc bác nghĩ lại không ai vào ba hồ. Mày trù ẻo tao đó hả? Chưa biết vào mấy họ, nhưng ông nội của mày đã từng ở đợi cho ba tao. Ba. Bà má gì? Có sao tao nói vậy à? Ở đợi tao nói ở đợi, chứ chẳng lẽ kêu bà ông chủ. Ông Lâm, ông thấy có cần thiết khui ra chuyện cũ hay không? Ở đây có thằng Bình, con Thủy, tụi nó là thế hệ cháu con. Đừng nên vạch lưng cho bọn chúng thấy thẹo của mình. Nhục nhã lắm, xấu hổ lắm. Tôi có khoe với ông là nhà tôi giàu sang phú quý đâu mà ông khai cha tôi ở đợ. Ở đợ thì có gì là xấu? Phải đem mồ hôi công sức để đổi lấy miếng ăn. Đáng lẽ ông phải thương chứ tại sao ông lại đem ra chế nhạo? Còn ông, ông mới là một tên gian xảo cướp tình yêu của bạn. Ba. Lão, lão, đừng tin. Thủy, về ngay, đi. Xin chào, người đẹp của lòng anh. Vô nhà sao không gõ cửa? Chà, bữa nay người đẹp khó tính quá ha. Không phải khó tính, mà là phép lịch sự. Trước khi vô nhà phải gõ cửa chứ. Nếu vô đại kiểu này lỡ... Lỡ gặp ổng thì khó xử chứ gì. Nhưng em đừng có lo, thằng này nhìn trước nhìn sau rồi mới dám bước vào. Hơn nữa, cái nhà này nè, nếu không có anh thì em đâu được làm chủ, phải không cô nương? Ông Lâm ông cắt cổ chứ đừng có giỡn mặt. Làm gì có chuyện đó. Anh không biết là ông Lâm ghen dữ lắm à. Đụng cái gì cũng nghi ngờ, cũng gạn hỏi, cũng kiểm tra. Có nhiều đêm phải thức trắng với ông, chứ vì chuyện bạn cũ điện thoại hỏi thăm đó. Đó chẳng qua là vì ông suy bụng mình ra bụng người. Bà Hương ngày trước á là người yêu của ông Thái, bạn ổng. Ông kia đi kháng chiến ở nhà ông lập tức chiếm đoạt. Sao hồi đó ông nói với mình là ông chiến thắng? Thắng cái con khỉ mốc, thù trắng thì có. Sao anh biết? Đệ tử ruột mà. Có chuyện gì của sếp mà thằng này không biết không hay? Nè nè, anh còn biết cả việc sếp sắp bị cho nghỉ vì để cho công ty sa sút thua lỗ. Anh nói cái gì? Ông Lâm bị kỷ luật à?
còn có thể dính dáng tới pháp luật nữa kìa. Em ở gần mà mù tịt không biết gì hết á. Bây giờ mình phải làm sao đi anh? Có anh nè, em đừng có lo. Nhưng thôi, em đâu có cần gì đến ý kiến của thằng này phải không? Anh, không có anh gì hết trơn á. Anh sao vậy? Nói cho em nghe đi rồi em thưởng ha. Nói gì? Thì về phương kế sắp tới của mình, rút thêm một mớ, bán nhà rồi biến. Em biến trước, anh ở lại nắm tình hình rồi anh biến theo em. Mình sẽ xây tổ quyên ương. Thôi đi, làm sao mà rút thêm được, ổng đã cạn rồi. Khờ quá người đẹp ơi. Em cứ ổng a ổng ẹo với ổng nè ha, rồi xin ổng chạy cho một số vốn để mở quán. Với lý do làm việc chung e bị phát hiện sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ổng. Nếu ổng không chịu thì sao? Thì đem khí giới tự có ra mà chiến đấu. Khí giới tự có? Ừ. Là cái giống gì? Lại khờ nữa rồi. Khí giới rất ư nguy hiểm của phụ nữ, đó là nụ cười và nước mắt. Vậy mà cũng không biết à? Nhưng mà làm gì với những thứ ấy? Khi em gặp ông phải nở nụ cười tươi cho ông thấy lòng vui. Rồi em nỉ non bên tai, dịu dàng ngọt liếm thì muốn gì chẳng được. Hôn lên má bạn tình, cứ thế mà thi hành. Nếu phương án đó sắp đặt thành công rồi em sẽ đi đâu? Gần xa và tới bao lâu? Có nhiều vàng bạc thì đi đâu chẳng được. Thu xếp xong rồi anh tìm đến em liền. Hay lắm, thưởng cho anh nè. Đâu? Ừ. Còn bên đây nữa em. Thôi đủ rồi, mai mốt mặc sức mà thương yêu âu yếm. Bây giờ anh về đi, giờ này ổng sắp tới rồi đó. Xạo, sáng chủ nhật 9:30 ổng mới tới mà em. Có bữa ổng tới sớm hơn mà. Về đi, lúc này mà bể thì uổng lắm, sắp hạ màn rồi. Xin tuân lệnh bà chủ. Thôi đủ rồi, về đi. Anh về nha. Ông Lâm mà gặp tai này trước sau gì cũng tiêu. Đúng là một tên gian xảo. Sao ông Lâm lại tin dùng hắn kìa? Chắc mình cũng phải tính kế hạ gục luôn tên này để tránh hậu họa. Hắn ta thật là nguy hiểm. Chết rồi! Diễm ơi! Diễm! Diễm ơi! Chết rồi em ơi! Trời đất ơi! Sao không về em còn trở lại làm gì vậy? Ổng tới! Làm sao bây giờ? Hả? Muốn ăn thì phải chui vô bếp. Muốn chết phải lết vô hòm. Muốn sống thì chung với gầm giường mà trốn. Chung với gầm giường? Còn chỗ nào khác không em? Chỉ có gầm giường là nơi an toàn nhất. Nhanh lên! Phải chi hồi nãy ra sớm vài phút là yên rồi. Lẹ đi! Trời đất ơi, làm gì vậy? Làm gì mà chui ra chui vô hoài vậy? Trời ơi, bụi không mà em ơi! Trời ơi, lẹ đi mà! Diễm em, nàng tiên của anh. Anh! Diễm! Anh về rồi hả? Anh! Hả? Anh ngồi xuống đây đi. Anh uống gì nè? Bia hay là nước cam? Thôi, uống nước tăng lực nha. Em cho uống thứ gì cũng thích, cũng thấy ngon hết. Ôi Diễm à! Dạ! Mấy hôm nay anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh nhiều lắm á. Vậy hả? Dễ cưng không? Anh à, công việc ở nhà yên ổn hết rồi hả anh? À, tạm ổn em. Nhưng mà buồn quá em à. Anh à, em biết được nỗi buồn của anh, cho nên em rất thông cảm và thương anh nhiều hơn nữa. Nè, uống nước đi anh. Uống cho khỏe ha. À, cảm ơn em. Diễm em à. Dạ. Được gần bên em, anh cảm thấy nó thoải mái và sung sướng vô cùng. Ước gì mình được sống gần nhau mãi mãi em. Còn chị nhà? Ôi, chán lắm em ơi. Đừng có nhắc tới nó mất vui.
Không lẽ bây giờ mà ly dị với bà để mà mang tiếng ác, chứ sống chung mà chẳng khác cực hình đó em à. Sao anh không về đây? Nhiều cặp mắt nó dòm ngó quá, chưa có thể công khai được. Chứ anh nhớ em quá Diễm mà. Tội nghiệp anh quá à. À, Diễm em. Dạ. Nếu mai kia anh không còn làm giám đốc nữa đó, rồi em có còn yêu anh không? Chẳng những còn yêu, mà yêu mãi. Yêu mãi cho tới ngày nhắm mắt luôn á. Ồ, vậy hả? Ây chà, nghe bấy nhiêu đó anh cũng đủ vui rồi đó nha. Anh ơi, em vừa chợt nghĩ ra một điều. Để giữ an toàn cho tụi mình, Em định xin nghỉ việc. Hả? Chứ chuyện của tụi mình trước sau gì cũng sẽ lộ thôi à. Em sợ ảnh hưởng tới uy tín của anh đó. Cô Lý, em nói rất cô Lý. Điều này anh cũng định bàn với em lâu rồi. À, nhưng mà nghỉ việc thì em làm gì? Anh ơi, anh đừng có lo. Em đã tính hết rồi. Để chuẩn bị kế hoạch lâu dài cho hai đứa, em định mở một cái quán để có thu nhập khá, hầu bảo đảm cuộc sống của vợ chồng ta nếu anh bị chị nhà hất hủi. À, Diễm à, lâu nay anh chưa nghĩ tới chuyện này, nghe rất hay, mình phải triển khai liền. Nếu nhất trí thì em lo sang quán. Mình khai trương trước Tết nha anh. Anh mừng khi em biết lo xa. Vợ chồng phải chung sức đỡ đần. Nhưng mà vốn liếng khoảng bao nhiêu nữa? Không có nhiều đâu anh. Khoảng chừng 100 triệu hà. Trời đất ơi, tới 100 triệu. Dạ. Anh biết không, hôm trước bạn của em á, nó sang cái quán cũng cỡ đó đó. Tiền bạc của anh đã gom hết để mua căn nhà này cho em, còn mượn thêm của bạn bè. Bây giờ phải lo tới 100 triệu, làm sao anh kham nổi. À, chắc để từ từ. À, hay là mình tính cách khác đi em. Thôi đi, em hiểu hết rồi, em biết hết rồi. Anh về đi, anh về đi, để mặc cho em với cuộc đời bất hạnh. Diễm, đóa hoa phong kính nhụy hương còn có nghĩa gì đâu khi con ông đã tỏ lối đi về. Hạnh quá à. Mong ước bình thường cũng không tội nguyện. Anh về đi, anh đi đi. Thôi Diễm, Diễm. Thôi được rồi, nín đi em à. Để thủng thỉnh rồi anh tính. Thủng thỉnh cái gì mà thủng thỉnh. Em thật tình yêu anh. Em ước mơ có một cái quán, rồi ra sức quán xuyến để chăm lo cuộc sống cho anh khi anh nghỉ hưu. Có vậy mà cũng chẳng xong nữa. À, thôi. Được rồi, anh hứa với em. Ngày mai anh sẽ đứng tên mượn tiền quỹ của cơ quan cho em. Đó, được chưa? Thiệt hả anh? Thiệt. Anh nói thiệt phải không? Ừ. Được vậy thì tốt rồi. À. Em thương anh quá hả? À. Anh ơi. Hả? Anh ơi, à? Thôi bây giờ anh thay đồ đi nằm nghỉ đi nha anh. À, không được đâu em à, anh bận lắm. Nhưng mà vì nhớ em quá, cho nên anh ghé thăm thôi. Bây giờ anh phải đi ngay.
nằm nghỉ với em một chút không được sao? Thôi hẹn bữa khác mà trễ lắm rồi. Anh đi đi. Anh à, tối mai ghé em nha anh. Anh nhớ nha, tối mai ghé em ha, em chờ anh nha. Trời đất ơi, làm gì vậy? Ông đi rồi chui ra đi làm gì vậy? Ông đi thiệt rồi hả em? Trời đất ơi, bộ không thấy ông đi hả? Công nhận nha, chung với gầm giường ngộp chết bà luôn. Vậy sao? Nè, em thấy ý kiến của anh siêu không em? Hay lắm, giỏi lắm. Giỏi phải không? Giỏi thì phải thưởng ngay chứ em. Cái kia làm gì vậy? Thưởng đi. Trời ơi, em nói tự tử. Thưởng đi mà. Má, má mới về hả? Mọi việc yên ổn không má? Yên cái gì? Thiệt, má không ngờ ba cô lại tác tệ như vậy. Giờ đây nợ nần dây phụ. Trời ơi, thật là khổ cho tôi. Rồi ổng đâu rồi? Ba không có chịu về nhà. Anh Bình đang năn nỉ ổng. Tinh thần của ba suy sụp lắm má ơi. Lúc nào cũng đòi chết hết. Lúc nào cũng đòi vĩnh biệt. Khi con đến bệnh viện rước ba, bác sĩ dặn phải canh chừng, vì sợ ba quẫn trí làm bậy á má. Ông làm ông phải gánh chịu hậu quả. Gieo gió thì phải gặt bão mà thôi. Chắc đêm qua thằng Bình nó thức suốt đêm trong đó. Phải thức canh ba chứ, làm sao mà dám ngủ. Thiệt là tội nghiệp cho con của anh Thái. Lúc nào cũng lo lắng cho gia đình mình. Vậy mà ba chẳng thương, lại còn quán giận cha con của anh Bình. Lúc nào cũng hằng học với người của các con làm sợi dây thâm tình trói buộc, thì má với ba con đã chia tay từ khi bác Thái quay về. Trước kia má đã cùng bác Thái nặng tim giao thề, nhưng vì chiến tranh càng ngày càng phải lên đường bảo vệ quê hương. Buổi chia tay suối lệ dầm chán, má hứa hẹn dù trăm năm vẫn đợi. Vì yêu má, ba con cố công đeo đuổi và tung tin bác Hai đã qua. Tìm hiểu cho cặn kẽ chứ.
đơn không than vất vả, nhưng dần dần rồi cũng nguôi ngoai. Ba con thì sớm tối cẩn kề với, vừa săn sóc má vừa mua chuột ngoài. Vì chữ yêu mà cắn răng lệ, khoác áo cô dâu vùi chôn kỷ niệm buồn. Chắc ba con cũng hiểu lầm như má, tưởng nơi chiến trường bác Thái đã hy sinh phải không má? Không. Đó là âm mưu thâm độc bất nhân. Vì trong ngày cưới má, má thấy người đứa tinh kia khó mặn. Chính ba con đã bày ra để má tin là chuyện thật, hầu dễ bề chiếm đoạt tình yêu. Ngày nước nhà chấm dứt cảnh đau binh, bác thấy quay trở về tìm người yêu cũ. Nhưng trời ơi, tình xưa đâu còn nữa, một bước xa chân gian đã đóng thuyền. Con thấy bác Thái là người rất tốt, đối với nhà mình dấu ruột thịt cũng chưa hơn. Tại sao ba chẳng biết hơn, mà còn tức giận oán hận đó cũng là điều làm cho má phải khổ tâm con à má. Người tình bán nhà bỏ trốn, tài sản tiêu tan, nợ nần chồng chất, con gái bất hiếu, vợ nhà phản bội. Trời ơi, còn gì nữa? Hãy trút hết cho tôi đi, hãy trút hết cho tôi đi. Diễm ơi, giờ này em ở đâu? Em ở đâu? Anh đi tìm em khắp nơi. Trời đổ cơn mưa buồn, trời đổ cơn mưa buồn, ôi tấm lạnh lòng ta. Mà sao em nỡ dối gian, ruộng bỏ không thương tình, ruộng bỏ không thương tình. Anh cầm thú ngàn năm, anh cầm thú ngàn năm. Diễm Diễm đã trở lại với anh. Anh biết mà, Diễm không thể nào bỏ anh được mà. Diễm còn thương anh phải không? Diễm ơi, anh đến với em đây. Diễm ba. Diễm ba. Ba sai quá rồi, con nè. Mày Diễm mày là Thủy không phải là Diễm hả? Dạ, con là Thủy, con gái của ba. Tỉnh lại đi ba, theo con về nhà nghe ba. Nhà nào, nhà ai, còn đâu nữa mà về. Con đưa ba về nhà mình, đi ba. Mày đừng tưởng rằng tao điên mà đòi đưa tao về chỗ đó. Nhà của Diễm bán hết rồi,
tao ra ngoài đường tao ngủ. Ngắm đời thật là vui, ngày nào thương thương nhớ nhớ, giờ trốn bỏ đi rồi để mình ta ra vào tan thở. Chồng hờ vợ tạm cũng vui, khi ta thất thế hết rồi sẽ bỏ đi chẳng nói một lời, chỉ để cho mình một đống nợ mà thôi. Tình nghĩa nó bạc như vôi. Ba ơi, chuyện đó đã qua rồi, còn nhắc lại làm chi? Người đời nói rất đúng mà. Tình ơi bác thang, lên hỏi ông trời, có tiền cho gái có đòi được không? Trời rằng cứ nhảy xuống sông, gặp ngài Hà Bá thì ông trả tiền. Trời ơi, ba tôi sai quá rồi, tôi biết phải làm sao đây. Ai nói tao sai? Tao tỉnh còn hơn những cái thằng không uống rượu nữa. Sai mà tao biết mày là con Diễm. Con Diễm nó lường gạt tao. Diễm ơi, đừng bao giờ cho tao thấy mặt nha. Tao giết mày. Tao sẽ giết mày. Ba. Tao giết mày. Ba ơi, ba đừng làm cho con sợ. Ba, ba để con đưa ba về nhà nha ba. Nên giờ đây lỡ
lầm hai. Trời ơi, có lẽ kiếp trước tôi làm gì nên tội, nên giờ đây mình tôi gánh chịu. Gia sản tiêu tan, danh dự phải chôn vùi. Đừng tuyệt vọng Hương ơi, đừng tuyệt vọng. Lúc nào tôi cũng ở cạnh bên Hương. Trong điều kiện của mình có được, tôi hứa sẽ tận tình giúp đỡ cho Hương. Từ ngày tôi biết được sự thật đớn đau, sống bằng cách nào đấy? Ngày trước xài tiền do Lâm tạo ra, bây giờ Lâm mất chức bị kỷ luật, thì Hương phải kiếm những đồng tiền lương thiện bằng công sức của mình để sống. Chẳng hạn như là thiêu thùa mai giá hoặc làm bánh bán. Em làm bánh giỏi lắm mà, có cực khổ đó. Nhưng sống bằng đồng tiền lương thiện thì tinh thần sẽ được thanh thản. Từ lâu rồi em có làm, biết có còn khéo léo như hồi trẻ không? Cứ làm rồi sẽ quen tay thôi. Nhưng mà bây giờ trong nhà không còn một cách, vàng bạc tiêu tan hết. Cả tiền dành dụm gửi tiết kiệm để làm của hồi môn cho con Thủy, ông cũng rút hết rồi. Thiếu vốn liếng có tôi lo. Em không muốn làm phiền tới anh. Lúc này không giúp được vợ chồng em thì còn lúc nào. Nhưng phải nhớ lời tôi dặn, mọi chuyện đã lỡ rồi đừng nặng nhẹ lắm nữa. Phải lựa lời an ủi, động viên, nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rồi. Phải nhớ an ủi động viên Lâm, nếu không là ở giá đó. Kìa, mấy đứa nhỏ nó đưa Lâm về kìa. Ông khỏe chưa? Mặt tôi không can hệ gì tới bà. Má lo sức khỏe cho ba, sao ba đối xử má như vậy? Tới giờ nay mà còn lo làm gì nữa, hãy để cho tôi được chết cho nó yên. Chứ sống mà như thể xác không hồn thì sống như thế thì sống làm gì cho chặt đất. Tôi phải chết, tôi phải chết. Con trùng con dế nó còn ham sống, là con người sự sống quý lắm Lâm ơi. Sống đi làm trò cười cho thiên hạ,
đời người có ai khôn mà khỏi dạy đôi lần. Vậy thì ai dám cười ai? Bởi cười người bữa trước rồi bữa sau thì người cười. Tôi đã mất tất cả, đã trắng tay, tài sản tiêu tan, mất luôn cả con lẫn vợ. Ba à, con vẫn là con của ba, vẫn yêu thương và quý trọng ba, vẫn đứng cạnh ba nè. Ba đừng nói như vậy, tội nghiệp con nha ba. Thương tao là mày thương thằng Bình, rồi mai mốt mày cũng cuốn gói mày đổi bàn thờ theo nó. Về con. Anh Thái kêu gọi làm gì? Đi theo luôn đi, tình cũ không rủ cũng tới mà. Ông Lâm, ông không được quyền xúc phạm đến người đàn bà bất hạnh này. Người đàn bà bất hạnh à? Nếu muốn yên thân thì chớ có xiết vô chuyện của nhà tôi. Cứ để tự tôi lo. Tôi không thể nhìn thằng bạn cũ ngày xưa ăn nói hồ đồ như là một đứa khùng điên. Chớ có nhiều lời vô ích, mau ra khỏi nơi này. Nếu không thì chớ trách sao tôi chẳng nghĩ tình. Tôi không cần tới chốn này đâu, nhưng bạn bè đang lúc cùng nguy. Tôi không đành khoanh tay bỏ mặc nên vội vàng đến giúp một phen. Ôi thật không ngờ, người bạn xưa tính chẳng đổi thay. Đến giúp hay đến cười chế nhạo? Lâm, nghe cho rõ đây. Thằng Thái này xưa nay ăn nói như đinh đóng cột, chưa hề có ý xấu với bạn bè. Nghe tin ông Lâm nạn, cha con tôi thu xếp tới ngay, xem có giúp được gì không. Ai ngờ. Tốt lắm, gia sản của tôi nay bị tiêu tan, nợ nần chồng chất, liệu cha con ông có giúp được không? Anh Hai ơi anh Hai, em tìm anh mấy bữa nay mới gặp đó anh Hai. Tìm tôi làm gì? Tài chánh sắp xuống thanh tra, cô Lý tài vụ nói anh phải lo trả gấp phần còn lại 200 triệu cho quỹ đó anh Hai. Tôi đã tính rồi, đi đi. Dạ đi. Trời ơi, giờ còn thêm nợ quỹ tới 200 triệu, biết lấy đâu ra bây giờ. Đừng có làm cho tôi rối mà. Nhưng tiền đâu để trả cho người ta? Mặc tôi, cùng lắm là ở tù trừ. Thưa bác, ở tù cũng phải trả nợ cho nhà nước, chứ đâu thể trừ được. Chuyện của người lớn, đừng có chỏ cái mỏ vào. Bất quá tự tử là xong, chết là hết. Nợ nần bắt gây ra, những người còn sống, tức là vợ con bác, vẫn phải gánh chịu. Mày muốn gì mà cứ chen vào chuyện riêng tư của tao rồi vậy? Mày muốn gì? Bác ơi, hoàn cảnh nhà ta hiện nay như chiếc thuyền con giữa trùng dương gặp cơn giông tố. Con muốn góp một cánh tay cổ công chèo chống mong vượt hiểm nguy cập bên yên lành. Xin bác hãy hiểu cho tất cả. Những chuyện vừa rồi xin hai bác hãy bỏ qua và cho phép con được chung vai gánh vác. Anh Bình đã nói những lời chân thật, con xin ba năm xó bỏ qua. Con ơi, nó chẳng giúp được gì cho ba đâu, và tới giờ phút này ba cũng không còn oán hờn ai cả. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên ngọn núi cao. Nếu ba không còn oán hận chấp nê thì anh Bình sẽ là một thành viên trong gia đình, sẽ có thêm người góp công góp sức giúp gia đình mình đang lúc khó khăn. Còn nợ nần thì cùng nhau xoay sở
bắn lòng. Các con nói đúng, mình ơi đừng cố chấp, nhất trí đồng lòng thì mọi việc sẽ qua. Hãy cho đôi trẻ được thành gia thức, đời mình lỡ rồi đừng để khổ đời con. Bà ngây thơ quá. Bây giờ có ai chịu kết thông gia với một thằng hư hỏng nợ nần như tôi đâu mà bà hy vọng. Tôi dự định sẽ bán căn nhà này để mà trả nợ. Bán nhà? Phải. Vì chẳng phải chỉ có 200 triệu tiền quỹ đâu bà, mà còn thiếu nhiều chỗ khác nữa kìa. Phải bán nhà thôi. Còn chuyện con cái tùy bà định đoạt. Lâm, nhân danh một người bạn cũ, tôi muốn mình gọi nhau bằng hai tiếng mày tao như thuở nào được không? Không biết đây có phải là tiếng nói chân tình hay là lời mai mỉ. Tao nói thật. Mày không giận tao hả Thái? Lâm ơi, chuyện cũ đã qua rồi, ta đừng nhắc lại. Hãy để nó lũi tàn. Ngày nay con trai trưởng thành, phải tính chuyện hôn nhân. Tụi nó lỡ cho yêu nhau, không gì lại chuyện được đâu. Con kẻ khổ sầu mà mình cũng không vui. Nhưng giờ tao đã trắng tay, không danh sự nghiệp không, danh dự chôn xuống vùng mù, không dám ngẩng mặt nhìn anh. Lắm ơi, mày đừng tuyệt vọng, tao sẽ giúp tận tình. Mày thương mà nói vậy, tao rất cảm ơn. Nhưng đã hết đường rồi, nợ nần nhiều lắm. Nếu không bán căn nhà này thì cần bao nhiêu mới trả đủ? Khoảng 300 triệu 60 cây vàng. Nếu vợ chồng mày chấp nhận thì cho tụi nhỏ đi in thiệp cưới, càng sớm càng tốt. Nhưng mà nhà cửa đâu mà để làm lễ cưới? Hay là mình để từ từ đi, rồi sau khi dàn xếp em xuôi thì... Có gì đâu mà dàn xếp, làm đám cưới ngay. Trời ơi, còn nợ nần. Tôi sẽ lo. Số tiền quá lớn làm sao mày lo nổi? Mày quên là khi về hưu tao đã bán căn nhà cũ cả 100 cây vàng, mua lại miếng vườn trên Thủ Đức nơi tao ở hiện tại bằng phân nửa, còn dư trả nợ cho mày. Thái, Thái ơi, tao xấu hổ với mày quá. Tao không ngờ một thằng bạn cũ mà tao đã xử tệ giờ lại quá tốt với gia đình tao. Tha lỗi cho tao nghe Thái. Tao có phiền trách gì đâu. Nếu cần xin lỗi thì mày nên xin lỗi má con Thủy kìa. Hương, xin em tha lỗi cho anh. Hãy quên đi niềm đau, hãy quên đi niềm đau. Bàn tay siết chặt bàn tay, ngọt bùi sớ chia cùng nhau. Đời ai mà không lỗi lầm, hãy biết vượt qua chính mình. Hãy tin vào một ngày mai giông tố sẽ dần qua. Hãy cho nhau niềm tin, hãy cho nhau niềm vui. Lòng dần luôn nở hoa, cuộc đời vẫn